trở thành chính thê đối với phu quân của mình cũng như đi trên miếng băng mỏng, hậu cung như ý truyện. Các điển lễ lập hậu xưa nay đều đã thành lệ, việc này đều do lễ bộ và nội bộ phủ toàn quyền chủ trì. Vì lễ nghi quá phức tạp cho nên Như Ý không muốn hỏi đến, nàng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm mà nhớ tới cái ngày xuất giá lúc trước. Chuyện hôn lễ của nàng đều do người bên ngoài an bài mọi thứ, nàng chỉ cần thanh thản mà chờ đợi phủ thêm cái khăn choàng đầu. Bây giờ cũng vậy, dường như chỉ là một con rối gỗ, chờ từng kiện xiêm y phủ lên người, rồi nhìn mũ phượng được chế thành mà đưa đến cho nàng xem. Tất nhiên hoàng đế dụng tâm, mặc dù mọi thứ đều dựa theo lễ sắc phong của Hiếu Hiền hoàng hậu, nhưng hoàng đế vẫn ra lệnh phải tỉ mỉ chế tác thêm một số thứ. Tất nhiên nhị tâm vui mừng vô cùng, nàng kéo chiếc chân bị thương vào cung mà cùng nhau hỗ trợ. Lúc này Như Ý cũng đã gặp được một cung nữ rất tốt, cung nữ kia chính là Dung Bội. Dung Bội là người lạnh lùng thản nhiên, không lộ chút thần sắc vui mừng. Nàng xuất thân hạ ngũ kỳ, là người ở dưới đáy xã hội mà nhận hết mọi nhục nhã khi dễ của người khác. Tuy bây giờ nàng đã trở thành cung nữ hầu hạ Như Ý, nhưng nàng lại không có chút thân cận với ai. Tính tình nàng cực kỳ quả cảm mà lưu loát, làm chuyện gì cũng thập phần khôn khéo. Đối với nội vụ phủ, nàng lại thận trọng, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, xử lý mọi chuyện phong hậu luôn luôn thỏa đáng. Nếu có ai đục nước béo cò thì nàng sẽ chỉ nhắc nhở một lần, nếu có lần thứ hai thì chắc chắn người đó sẽ ăn tát của nàng không chút dung tình. Hải Lan thấy vài lần bất giác cười nói, nha đầu kia tính tình lợi hại, không nghĩ đến bản thân mình chút nào. Như Ý mỉm cười, Dung Bội là người đắc lực, có thể làm chủ mọi việc, có nàng ta ở trong cung ta cũng có thể bớt lo lắng một chút. Nhưng mà Hải Lan vẫn còn lo lắng, đột nhiên Dung Bội được bước vào Dực Phong cung, nhà đầu đó có lai lịch thế nào? Như Ý gật đầu, Tam Bảo đã đi ra lai lịch của nàng ta rồi, là một hài tử cơ khổ, lại không có ai nương tựa, cũng được xem là người trong sạch. Hầu hạ mấy ngày như vậy, ngay cả nhị tâm cũng tán thưởng, có Dung Bội hầu hạ nương nương, nô tỳ cũng có thể cảm thấy an tâm mà xuất cung rồi. Từ đó Như Ý xem Dung Bội là cánh tay tâm phúc của mình, phá lệ đặc biệt coi trọng. Mà Dung Bội vì mang ơn ngày đó Như Ý cứu giúp cho nên cũng phá lệ trung thành và tận tâm. Ngoại trừ Như Ý thì không nghe lời bất cứ ai và cũng không nhận bất cứ thứ gì. Nhưng mà đối với chuyện lập hậu lần này, không phải ai ai cũng đều tâm phục. Từ lúc Vĩnh Hoàng chết đi, Lục Quân càng vì tiền đồ của Vĩnh Chương mà càng lưu luyến. Ngày ngày ở trong cung niệm kinh thờ Phật, dần dần cũng bắt đầu trai giới. Nếu không có chuyện quan trọng thì cũng không đi ra ngoài. Nhưng mà cho dù một người ôn hòa hiền hậu như Lục Quân, lén thấy không có ai xung quanh thì luôn than trách ảm đạm thảm thương. Hoàng Quý Phi, đúng là cô xuất thân quý tộc. Nhưng luận về hiện tại, gia thế cô đã lụng bại, lại không được vừa lòng Thái Hậu, cũng không hơn cái xuất thân Hán quân kỳ của ta bao nhiêu. Nếu luận về mỹ mạo, cô không phải là người đẹp nhất trong hậu cung, hoàng thượng cũng không quá chuyên sủng cô, huống chi ngay cả một công chúa mà cô cũng không sinh được. Vậy mà cuối cùng cô lại trở thành hoàng hậu, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lục Quân lúc nào cũng mê hoặc, có lẽ cũng rất nhiều không thể nói lên được chuyện khó hiểu này. Là vì cái gì ư? Như Ý tự giễu cười nói, ta đúng là thành cũng nhờ gia thế, mà bại cũng vì gia thế. Ta không có mỹ mạo lóa mắt, không có được nhiều sủng ái, hiền danh cũng không bằng Hiếu Hiền hoàng hậu. Còn về phần chuyện con cái, quả thật ta kém hơn tỷ tỷ chuyện này. Nhiều con chính là nhiều phúc, ta chỉ có một cái mệnh này, chỉ có một hơi thở này, cái gì cũng đều là chính ta. Nhưng cũng bởi vì ta đều không có cái gì, thì ta mới có thể trở thành hoàng hậu, không chút sợ hãi e ngại. Như Ý liếc mắt nhìn Lục Quân, nhìn khuôn mặt Lục Quân đang bị năm tháng ăn mòn, lại trải qua chuyện hài tử bị khiển trách trước linh tiền Hiếu Hiền hoàng hậu, cho nên nàng càng ngày càng suy sụp, giống như một chiếc bóng mông lung bao trùm lấy con người Lục Quân. Nàng bất giác sinh ra vài phần thương cảm. Còn nữa, đổi lại ta, ta tuyệt đối sẽ không hỏi điều này, dựa vào cái gì mà dám nói với hoàng hậu như vậy? Lục Quân nhìn chăm chú vào Như Ý rất lâu, đôi mắt mang theo u ám, rốt cuộc cũng buông xuống được đau thương. Mấy năm nay ta không cầu xin điều gì,
chỉ cầu xin hài tử của ta có thể bình an lâu dài là được. Vì chuyện này, bao nhiêu ủy khuất ta cũng đều chịu được hết. Rốt cuộc, đợi rồi đợi, từng người cũng dần dần chết đi ở cái nơi này. Ta liền sinh ra si tâm vọng tưởng, cũng tin vào lời nịnh hót của Kim Ngọc Nghiên, cho rằng chính mình có thể chiếm được ngôi vị hoàng hậu, các con của ta cũng có được thân phận con vợ cả, sẽ không còn ai có thể uy hiếp được tiền đồ của chúng nó. Nhưng mà chung quy cái số mệnh của ta vẫn không bằng cô, cho nên nếu cô muốn trách tội ta lúc trước đã có tâm tư tranh đoạt hậu vị với cô, thì ta cũng chỉ có thể tự làm tự chịu mà thôi. Lục Quân thống khổ thế nào thì sao Như Ý lại không hiểu được chứ? Cũng bởi vì hiểu được cho nên mới sinh ra một phần thương xót. Sắc mặt Như Ý an hòa, nhu thuận mà nhìn nàng. Tỷ tỷ làm hết mọi chuyện, bất quá cũng chỉ vì tiền đồ của các con của tỷ tỷ, chứ không phải cố ý hại ta. Bởi vì dưới gối của ta không có con cái, cho nên sẽ không thiên vị bất cứ một vị hoàng tử nào, lại càng không so đo chuyện xưa với tỷ tỷ. Tâm can Lục Quân bị cái ôn nhu tác động, cảm động mà khóc lóc nói, thật sao? Như Ý thản nhiên nhìn nàng, bình tĩnh nói, tất nhiên rồi, không vì cái gì khác, chỉ vì Vĩnh Hoàng là đứa con mà chúng ta đều nuôi nấng. Với lại nếu xét về từ lúc vương phủ, ngoại trừ Hải Lan thì tỷ tỷ chính là người mà thân mật với ta nhất. Lục Quân cảm động mà rơi lệ xuống, vì chuyện Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương bị đả kích, cho nên ân sủng của Lục Quân không còn như ngày trước, ngay cả đám cung nhân cũng chịu liên lụy theo. Lòng người dễ thay đổi như thế, bất quá chỉ là dựa vào tư lịch nhiều năm mà để cố gắng sống sót qua ngày tháng mà thôi. Mà nàng, ngoại trừ thân phận tôn quý thì nàng chẳng còn cái gì, thậm chí ngay cả cái dung nhan tuổi trẻ cũng dần mất đi. So với Kim Ngọc Nghiên cùng tuổi với nàng thì Lục Quân đã già đến mức có thể thấy rõ. Mà Ngọc Nghiên vì luôn luôn trang điểm, cho nên lúc nào cũng giữ được cái tao nhã mà diễm lệ như năm đó. Lục Quân rời đi thì Hải Lan chạy đi tìm Như Ý. Rốt cuộc nàng đang đứng ở Trường Xuân Cung. Bố trí trong Trường Xuân Cung vẫn giữ nguyên như lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu còn sống, chỉ là người đã qua đời. Trong cung cũng không tránh khỏi ảm đạm. Như Ý lặng lặng đứng ở bên trong noãn cát, giống như mọi chuyện cứ như là ngày hôm qua. Hải Lan chậm chậm đến gần. Muội không nghĩ tỷ tỷ đang ở đây. Như Ý thản nhiên cười nói, hoàng thượng thường đến Trường Xuân Cung nghỉ ngơi mà cảm hoài Hiếu Hiền Hoàng hậu, hôm nay ta cũng đến đây để nhìn cố nhân chốn cũ. Hải Lan khinh suy, hoàng thượng là dựa vào tình thâm, nhưng tỷ tỷ không cần phải như vậy. Như Ý cười nói, không, cho đến ngày hôm nay ta mới phát hiện, năm đó ta và Hiếu Hiền Hoàng hậu luôn hút mắt lẫn nhau. Hóa ra là ngu ngốc cỡ nào. Chúng ta đều dùng cả đời tuổi trẻ đẹp đẽ nhất để căm hận nhau, tàn hại lẫn nhau, một khắc cũng không chịu bỏ qua. Kết quả là ai đã đúng, ai đã sai chứ? Hải Lan nhíu mày nói, nàng ta phải xin lỗi tỷ tỷ mới đúng. Ta cũng nên xin lỗi nàng ta, Như Ý bình tĩnh nói. Là ta đã hại chết hài tử yêu quý của nàng ta. Mỗi lần ta nhắm mắt lại đều luôn thấy kinh hoảng và hối hận. Hải Lan trầm ngâm một lát rồi hỏi, cho nên hôm nay tỷ tỷ mới không oán hận, không muốn nhớ tới chuyện tranh đoạt hậu vị ngày trước, mà cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho Thuần Quý Phi sao? Như Ý ngưng thần một lát chậm rãi nói, ngày xưa tranh đoạt hậu vị cũng bởi vì Thuần Quý Phi nghĩ đến tiền đồ của con mình mà sốt ruột, cũng bởi vì liên lụy đến việc Hiếu Hiền Hoàng hậu trước khi chết tiến cử, lại càng có Kim Ngọc Nghiên xúi dục. Hải Lan hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc nàng ta cũng bị phân tâm. Như Ý ngậm một nụ cười dửng dưng nói, ta hiểu rõ ý nghĩ của muội, nhưng mà ta sắp trở thành chính cung, có rất nhiều chuyện tất nhiên cần cái cay nghiệt, nhưng mà cũng cần phải khoan dung một chút, nếu không mọi chuyện đều vô ích. Thuần Quý Phi là tần phi có địa vị gần với ta nhất, ta bình phục nàng ta cũng là bình phục các tần phi phía sau, không vì cái gì khác. Chỉ vì rốt cuộc ta cũng làm cho Vĩnh Hoàng chịu liên lụy, ta vẫn chưa quên được cái hình ảnh Vĩnh Hoàng đã chết trong lòng ta như thế nào. Hải Lan mím môi cười rồi dựa vào Như Ý nói, tỷ tỷ nói cái gì thì đó chính là như vậy, muội chỉ cảm thấy tỷ tỷ càng ngày càng giống như một hoàng hậu. Như Ý nhăn mày nhẹ giọng nói, càng ngày càng giống như một hoàng hậu sao? Hải Lan, muội có biết mấy ngày nay ta thường nghĩ đến ai không?
Hải Lan dựa vào người nàng, đôi mắt yên tĩnh với lại không chút yên tĩnh nói: "Tỷ tỷ nhớ tới Ô Lạc Na Lạc hoàng hậu của tiên đế sao?" Dư Ý nhìn xung quanh Trường Xuân Cung mà lẳng lặng nói: "Có được ngày này, ta cũng coi như báo đáp được cái không nhắm mắt của A Mã và khổ tâm của cô mẫu. Chỉ là người mà thường hay nghĩ đến lại là Hiếu Hiền hoàng hậu." Nàng thấy Hải Lan không thèm để ý, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, thân là trong chốn hậu cung, Hiếu Hiền hoàng hậu cũng coi như lúc nào cũng thể hiện không chút lo sợ điều gì, nhưng vì sao hoàng thượng lại đối với nàng ta gần như xa, tựa hồ vẫn có chút cảnh giác. Rồi ta mới nhận ra, từ khi trở thành chính thê thì không thể có được ngày chân chính vui vẻ như xưa nữa rồi. Đối với phu quân của mình, đối với người bên gối của mình, chính là như đi trên miếng băng mỏng." Hải Lan nói: "Mọi người đều có số mệnh riêng của mình, tỷ tỷ cần gì bận tâm cho người bên ngoài làm gì chứ?" Như Ý cắn chặt môi, vẫn là nhịn không được lời nói đang nằm ở đầu lưỡi. "Hải Lan, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Hiếu Hiền hoàng hậu chỉ là thiếp thị mà không phải là chính thê, chưa từng cùng với hoàng thượng sóng vai trị quốc, thì có thể hoàng thượng sẽ đối đãi với nàng ta giống như đối đãi một nữ nhân bình thường hay không? Sẽ luôn ôn tồn nhẹ nhàng mật yêu không? Có thể hay không?" Hải Lan tiếp lời nói: "Có thể hay không, cô mẫu của tỷ tỷ có được một kết quả tốt đẹp hay không?" Nàng ôn nhu nói: "Tỷ tỷ đã từng dạy muội, đối với lời nghe của người khác thì phải luôn giữ tâm ý lạnh lẽo, trong lòng không được lo sợ. Nhưng giờ đây tỷ tỷ không phải như vậy, tỷ tỷ sắp có được ngôi vị chánh cung, vậy mà tỷ tỷ muốn chọc hoàng thượng nghi kỵ sao? Tỷ tỷ vui mừng quá rồi, cho nên mới suy nghĩ miên man như vậy. Tất nhiên hoàng thượng luôn là người tự phụ, không dung tha cho bất cứ ai làm trái lời hoàng thượng, nhưng mà..." Như Ý miễn cưỡng cười: "Có lẽ đúng là ta suy nghĩ nhiều rồi." Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống mái ngói xanh lưu ly, rồi phản chiếu lên người nàng, nhu tình mà run sợ. Nàng chỉ cảm thấy đáy lòng có một lời không thể nói chậm rãi sinh ra. Cho dù ánh mặt trời ngày hè ấm áp vây quanh như vậy, thì nàng lại cảm thấy lạnh lẽo trên người, rồi từ từ lan ra, theo mạch máu mà chạy khắp cơ thể. Ngày mùng 2 tháng 8 năm Càn Long thứ 15, hoàng đế chính thức hạ chiếu, lệnh cho đại học sĩ Phó Hằng làm chính sử. Đại học sĩ được thăng làm phó sử, cầm sách bảo, kim ấn, sắc lập hoàng quý phi Ô Lạc Na Lạp thị Như Ý thành hoàng hậu.